Ngày 1 tháng 4 năm 2000, mở cam đường vườn xí bị sòng phát giấy, Thủ tướng Chính phủ có phê duyệt nút bùn Mà Pè, Hải Na, Việt Nam, San Pi sòng phát giấy, họ sòng phát giảm xíp, nút bùn hợt họt bị sòng phát hạ xíp. Tài năn, sát nút bùn quan trọng, dương luông hồng bốc, hồng phá, trừ màn, nặng mức, xí xíp sòng hoặc xí xíp làm phất hỏi. Luông Mà Pè, xế dần, Hải Na, búp bá, cơ đầy, hạ họt, hạ phải hạ phất hỏi. Ca khai mày bài mốc nọ vì sòng phát giá hạ, đẩy tới xếp hết họ sao tỷ đô la Mỹ. Vì sòng phát giảm xếp, lò sao giảm họ sao hạ tỷ đô la Mỹ. Vậy ngành lâm nghiệp, cánh vững địa phương dây leo nút bùn Mà Pè lâm nghiệp. Bộ nông nghiệp cánh Mà Pè bản Na có thành ốc quyết định số giảm phát giá hỏi hạ xếp hết, mở giảm cả mượt phết vì sòng phát sao hết. Vậy khắc khó chấp năm cách luôn, nạp viện đẩy rào khổng bộ. Bản chảnh trách nhiệm khắc khò hợp ứng cơ quan đơn vị giữa bộ vương sở nông nghiệp cánh Mà Pè bản Na, ngành bá vô có tặng tánh tổ chức chấp năm nông bùn quy hoạch chương trình đề án nông bùn hồng ngành xương nông bùn Mà Pè xây dựng hai nắp búp bá giảm pì sòng bắt dây hoặc sòng bắt giảm xíp hượt họt pì sòng bắt hạ xíp chương trình Mà Pè bá vô mặn hà pì sòng bắt dây hoặc sòng bắt giáo hạ nông bùn biến máu về búp bá giảm pì sòng phát giáo ít hoặc sòng phát giáo hạ. Ngành lâm nghiệp có chấp năm làm le bưng nàng quam ma tang bá quy hoạch khổng tỉnh giảm pì sòng phát giáo ít hoặc sòng phát giảm xíp nông bùn hượt họt pì sòng phát hạ xíp cả kiên cấp quy hoạch bá bu tinh cám ương pì sòng phát giáo ít hoặc sòng phát giảm xíp nông bùn hượt họt pì sòng phát hạ xíp phải quản lý bảy trừ mặn cạt lang trì tà đình phá ké, phá cảm phong, phá xế sườn, diệt ảnh phần về búc bua, chấp năm nả vịa, cuồng tích cáp mương, cuồng từng phòng cánh từng tỉnh. Cuồng xếp bị cải ma luôn Mà Pè, hải trường với mức nó khổng ngành, mày, cò cơ đầy sòng, cuồng số, vâng tảng trường khải với mức nó, cuồng xàm pì ma về khải mày bè mức nọ. Cò cứ đẩy lại lang đi đáng muôn chôm, pì sòng phát giá sòng, khải mày bè mức nọ cứ đẩy xếp chết tỷ đô la Mỹ. Mùa pì sòng phát giá sàm, xếp tầm, dệt ó lại khủ phước cha, nặng Ukraine, đúng ban họ việc sẽ dần cả khải đối cấp phương doanh nghiệp. Bữa chấp năm lại cách luôn, vương bưởn là pì sòng phát giá sàm, vương đơn hang, tăng cốc đầy tên khẩn. Bưng nàng quam tế trở lạt báo danh bưng bưởn là bì. Mà Pè khổng ngành, chi cứ đầy tế xếp dòng hoặc xếp hốc phân hỏi. Lò tàng trường hang xếp thứ xí, má cả con khải bè mức nọ, ngành mày, cuồng bì sòng phát ra sòng, trắng. Xuất khẩu viên nén gỗ năm nay Mà Pè đầy họ tỷ nưng đô la Mỹ hàng ngành may. Vương doanh nghiệp cò lươn té cài xong hỏi doanh nghiệp xe sườn cánh chế biến vương tàng trường nỉ. Lươn khẩn giáo hạ hỏi doanh nghiệp. Y là chú khổng mưa luồng bá bu khổng bò mè thôn con len. Các vương cán bộ công ty lập nghiệp con plong. Lại bị ma bò mè co nhằn khoán bảy trừ xàm hỏi hết tà bá. Hôm mi, chê xếp xí chú hơn. Tế nặn, bò mè nặng bản khuống, con len, có mi ý nghĩa, cánh, nhường sư, nhường Mà Pè đất kỷ rú, bần sớ, dịch vụ phào đù bá. Số hơn nhằn đầy tế phào đù bá bu, nò vịa, vầy, sử sang xè, nằm kình, bò mè co nhắc lưng, tuần trà bảy chữ bá. Con bị sòng bắt bảy xếp cỏ hê mi, khay cỏ mi mắng lèo, vừa khủ ngài đi hạ bò mè, vừa mi phải ngơn sự sắm. Công ty lâm nghiệp con plong cỏ đang quản lý, cài hạ xếp hạ bắt hốc hỏi hết tà bá, điển bá, cuộc nằn mi xuê bắt chết hỏi hết tà bá, cung ứng dịch vụ phòng phảo đù phòng kiến bò rú. Bá bu, tại vì sòng phát ra sòng hoạt khai, công ty cỏ khừng cài sòng tỷ bếp hỏi triệu mặn, hở dịch vụ phảo đồ bá. Ý lò số ngân quan trọng đối các bò mè nặng cuồng phòng.
bò mẹ cỏ chuồng hóng, nả về cùng thôn, xương sử sắm vững trường sủ, chuồng hóng hở hơn văn hóa. Cánh có hôm phải ngơn. Luông bùn bì, mà bè sẽ dần hay na dàn bì sòng bắn giao ếch hoặc sòng bắn giao sàm, hượt hòt bì sòng bắn hà díp, ngân thủ dịch vụ. Bá bu lươn bắn bưng bày hà vấn hỏi mọi bì, bắn bưng bày chiếc thủ đầy sàm bắn sàm hỏi hà díp tìm hẳn. Bì sòng bắn giao ếch cám ương có thủ đầy cháo hò sàm bắn sòng hỏi tìm hẳn, bì sòng bắn giao sòng thủ cài sàm bắn chết hỏi tìm hẳn. Bưng địa phương cuồng cá mương cò chóng hanh chấp năm lúc bùn mà bè bá bu Việt Nam giàn bì sòng bắt giao hết họ sòng bắt giao sàm lúc bùn hụt họt bì sòng bắt hà díp nạp họt là bườn cầu bì sòng bắt giao sàm cá mương cò mi xí xíp bét cùng số hốc xíp sàm tỉnh thành phố mi báo cáo chấp năm. Hà Giang là tỉnh điển bu tăng bường bắc khổng cá mương mi số mày hổm bốc bá dùng lò hà xếp bé về hà phất hỏi ta đền bá hát mi tỉnh Hà Giang có dùng xưa phòng đồng bắc cánh rú số xếp sòng thanh cám hương nghị quyết đảng bộ tỉnh Hà Giang tạt ó lúc bùn hoặc bị sòng bắn giao hà luôn hổm bốc khổng bá chỉ cửa đẩy hốc xếp phất hỏi bưng bị trầm nỉ vừa mi bưng chính sách tròi dừa bày trừ bá tròi dừa bẩn phòng tảnh liền chính sách rào đền rào bá hà dần mương lại chính sách tròi dừa bưng chu hươn chôm hạp bảy trừ bá có đầy chấp năm xương tròi dừa khảo nằm cắm kìn nhài chiền bón phai mày cỏ mi lại luông chấp năm trên báo nằng Zalo nằng mạng Facebook trên báo nằng bưng chu họp chợ nàng bưng chú họp thôn bản cuồng gian chạm nì là việc trên báo cò đầy dần mương hù chảnh xưa nàng phòng cao huyền đán khổng tỉnh Hà Giang có nhận đầy lại luôn tròi dừa lượt dưa là tròi dừa cò chừa nhồng nhóc dần mương mà bè về dệt dần lại bón dế xanh mà bè tảnh liền bú cò già nàng cổng hùng cỏ mày có đầy dần mương chấp năm trong hợp chương trình búp mớ tỷ nừng có mày khèo vừa Việt Nam khèo nhong tỉnh Hà Giang có búp chân lại chương trình xương chiềng búp mày lông bùn búp bá hàng vì chấp năm lại há phong khánh thì búp có mày chỉ cục kiểm lâm tỉnh Hà Giang có trà chuồng hạ ban chấp hành đảng bộ tỉnh tánh bùn bưng nghị quyết ma mà bè bá mà đi cuồng nằn sòn hôm chủ xương tế vỉa búp bá họt quản lý bưng bị chầm nỉ có gión đầy lại má phía bẩm lao bá diệt hay có xương cảm phong phai mảy bá dần mương hình đầy khu lời đi tế bá có xương hình lang đi về dây dần tế bá bưng bị gải ma bưng địa phường cuồng cá mương có sòn hôm mà bề tà đình bú bá nàng bá mi lại mảy lang đi dùng cứ tóc này lang áo bú mày về khai cánh chế biến ta bền bưng tàng trường té mày mi cá con dùng từ tóc này lăng áo cùng mương cánh khai về mương nọ ỉ nở phồng bá keo quảng cài xếp hecta bền hỉ phồng bá keo nỉ cò đầy cài xếp sòng bì tuổi bàn bưng bày mỏi cò keo nằng nỉ hư nhà ứ té sao hả họ sàm xếp phần lần xưa là bưng cò họ xí xíp phần hư cò mi lại bị bú lèo còn mày nòi hư cà con tắm và xương bá mày nhớ nì cò đẩy hỏi nừng sao họ hỏi nừng hốc xíp khối nặng xã Tân Thạnh xã Phùng Sùng không tỉnh Hà Giang bưng phồng bá bu đàng mà bè hổm bốc bưng bu đồn chú hơn ai Nguyễn Xuân Đồng mi xếp hốc hecta bá bú cuồng nằn mi xàm hecta bú tre tó lông bùn cặt kiên dệt dần sức nằn chú hơn ai đồng còn hòa bè bú bá bì sòng bắt ra sòng cà tre nhọt đíp cứ đẩy xếp bắt mằn mọi cần cờ tròi hiệp thủ cánh chú hơn nhản vào tè tiền xưa
Tòi lúc bùn khổng hơn mương, chuôn hỏi cò, mi bưng tà đình, vầy bú bá. Vậy mi đẩy tà đình quảng xương khách nì, hư cò bừng sớ, mi lúc bùn khổng hơn mương. Khách nì cò kè, cò mi hiệp thủ tê tiên lèo. Hàng năm cũng có cái thu nhập của đấy rồi thì mình lại lấy cái đấy ra mình nuôi thêm vào cái mới. Trồng cái cây gỗ lớn thì qua quá trình thực hiện thì mặc dù là... Bố có mày nhớ cài sàn chấp năm, chẳng về sàn hằng hy, ha và có cứ đẩy lại lắc đi chảnh chế. Cỏ biến dìa, bưng cỏ bố bồng nòi mử báo cứ đẩy lắc đi mà bố có mày. Bữa sắc nằn, cò xón dưới đầy vỉa đình hạ bền há chứ trắng. Khách nỉ Bộ Nông nghiệp cánh Mà Pè Bản Na cò tẳng tánh cánh đảng tinh chính phủ tánh bùn nghị quyết mà san chính sách sống hơn cốc Mà Pè Bá Bô cuồng nằn nằng hụt xếp dí cánh hụt xếp hạ khòng dự thảo nghị định. Cò tắt bùn, tròi dừa sóng hơn cốc, nhỏng nho Mà Pè, phồng, mày nhớ, vầy chấp năm búp bua Mà Pè Pá, búp mày, vầy khai. Vầy Mà Pè Pá, bú bưng tàng có mày nhớ, hư cần mi lung bùn chính sách, mà việc gạt kiên các bưng chu hươn, tánh ó, bưng hợp tác xá, vầy bòm cần búp bá, bòm bít bánh. Tăng sòng còn nhồng nho cả kiên cấp doanh nghiệp cánh bưng chu hươn vài nhận vào cung cấp mày tê tiền cánh tròi dừa mã tăng kỹ thuật vài trăm năm lăng đỉ lúc bùn Mà Pè xây dựng hai na búp bá Việt Nam giảm bì sòng bắt sao hết họ sòng bắt giảm xếp hụt họ bì sòng bắt hạ xếp ngành lâm nghiệp có đang thoát kẻ bức hủ giá cha khổng huống mà bưng chính sách có xương ngân cốc Mà Pè ăn là sòm bành tướng tên thồng lồng, hồng luật phá bu cánh luật đỉnh đòn. Ma tăng, phá cằm phong, phá búp mày vẻ khai, lung bùn nhằn danh. Nòn hẳn ó, chính phủ có chào phê duyệt tống báo, quy hoạch. Lầm nghiệp cá mương nhằn vào thồng lồng, các việc sủ đình, hồng hớt mương. Quy hoạch cấp tỉnh cần nhận danh nặng tà đìn mi bá đìn hê mi bá dòng hợp việc Mà Pè bưng lung bùn chính sách cần đẩy dệt lẻo dòng bành tướng tên dương búc bua là việc rào đìn rào bá dệt hở bá dệt sử khẻo nhong búc bua sụ khoa học kỹ thuật sở việc dệt sườn nhảy trên số vậy Mà Pè bá hơn mương tòi luông hiện đại bính hay để lang thì hiệu quả. Thank you.